Hai xin chào cả mấy anh em nha, mấy anh em chúc mấy anh em kiếm tiền thật nhiều nha mấy anh em. Bữa nay mình có mua mấy cái ốc về luộc xong rồi lấy ra bằm với thịt bò với thịt heo cho chung vô nha mấy anh em, rồi đem lên luộc lại một cái. Bên đây thì anh em nó bầm xả nãy giờ với ớt rồi nè mấy anh em ơi, khúc bầm mình không có quay làm chi cho nó lâu lắm. Rồi bây giờ hủ cơm mẻ nè. Ủa múc gì không phải chết hả? Không, múc không sạch mà đừng rõ miệng thôi. Cơm mẻ nó phải sạch chi lắm nó mới không thấy. Mình sạch nè. Rồi đây là bò với heo mình bầm xong rồi nghe mấy anh em. Đây là ốc luộc đựng chút mình lễ ra nghe mấy anh em. Nào xả ốc mình lễ ốc nghe anh em. Chín giờ ê coi chừng sơ chế mà chín lễ nó chín rồi như vậy. Chừng lễ không ra đó. Không ra nó lâu lắm rồi. Rồi đem xuống lễ ra thôi mấy anh em ơi. Nghe em thì nó đang đánh chén cơm mẻ. Nãy để gì vậy? Đường hả? Đường, muối, ngọt. Ớt, nhiều thấy ớt hả? Để chút bằng thêm ớt. Đây, bên đây thì đang sơ chế ốc nha mấy anh em. Để ngoài kia để lỡ vô đây rồi mình lỡ lên. Mình lỡ lên bằng. Lễ ốc ra mấy mình lễ ốc ra đừng mình bầm chung với thịt bầm ngay cái nữa bầm cũng không cần nhuyễn quá nghe mấy anh em. Chà ốc có mùi có con có con hình như nãy luộc cũng ẩu nè, ta đổ nước vô người ta coi con nào nổi. Ốc phải không mày, nó mua có nước mà đâu. Có nước hả? Ốc sống người ta không nghe mà. Cái mùi sẽ kỳ ta có mùi rồi. Bây giờ tới phần mình lễ ốc ra anh em. Bò với thịt heo mình bầm xong rồi nè. Để ốc ra. Ông mấy cộng xả nãy rồi. Mấy cộng xả nãy mình cắt rồi bỏ đâu rồi? Tên gì vậy? Tên Nhí. Nhí hả? Đây, mấy cọng xả hồi ấy, mình bầm xong cái mình nhét vô ngóc ấy, lúc mình ăn mình giật ra cho nó chấm phân nữa chấm đây sào ở dưới hấp đó xả này hấp là để dưới luôn mình thả chừng nào mình ăn mình thả vô à xả này lúc một hồi ấy, mình thịt giấy mình lấy xong bỏ cọng xả vô đây nghe mấy anh em để lấy ra cái này hai ba người làm mới được thấy món này gì chứ nó cũng hơi lâu. Hai anh em đang é ốc ra rồi chút é ốc ra tới bầm mà dồn vô rồi mình quay nghe mấy anh em. Đâu rồi mấy anh em ơi, thịt bò với ốc mình bầm xong rồi mấy anh em ơi. Ốc thì mình bầm với thịt bò bầm không có nhuyễn quá nha mấy anh em. Đồ ốc có hành tỏi rồi tiêu vô đi đây. Nó cũng tiêu nha anh em. Trời ơi, không có nhiều quá được. Mùi hết trơn. Áp được cái gì mà. Nửa muỗng bột ngọt nha anh em. Xíu ớt. Hấp mà để ớt thì cày chấm nước ớt đó. Đường là một muỗng nha anh em. Rồi, ông chưa từng làm rồi, ông cứ cãi qua hai. Một phần tư muỗng muối ít thôi xíu à. Rồi nha anh em, muối không gắt ra đổ tại vì cục luôn nè. Chưa lấy muối gắt ra tại vì đây là món hấp nha anh em, nên không sử dụng nước mắm nha, ta dùng muối nha. Nước mắm mà khi hấp đó nha là nó sẽ mất hết các mùi mà trong đường hấp nha, mất cho nên ta dùng muối nha anh em. Rồi trộn vô tay luôn đi. Phải sạch mà sợ gì.
Đây vỏ ốc thôi. Để dùng vô đây. Rồi, được rồi. Chưa đều nha. Ăn cho đứa ghê. Vỏ ốc mấy anh em ơi. Dồn lại vỏ ốc nha. Anh em coi nè anh em, đây là kỹ thuật dồn nè. Ta đặt nó vào chính giữa vậy nè, lấy trung tâm nha anh em, cái thằng bẻ nhẹ nó lại vô nè, thấy không đó. Ừ, kỹ thuật lắm, dồn vô đi. Cắt bớt không ta? Không, dài quá dài, thấy không anh em, nó nhẹ nhàng. Tại vì ta dồn bao nhiêu nên ta cũng lấy ra được anh em. Tại vì luộc chín rồi, ta chỉ cần kéo con xả ra là thịt nó ra hết nha. Vừa ăn thôi, đừng có dồn nhiều quá Vũ. Rút ra ăn không? Cắn một cái thôi. Nhiều quá không? Bớt lại tí. Này mình quay dùng vài ba con cho mấy anh em xem rồi hồi đem lên hấp cái mình quay tiếp nha mấy anh em. Dùng cho nó vừa miếng ăn thôi, không có cần dùng nhiều quá. Hai con rồi nghe mấy anh em, con thứ ba sắp là sắp xong rồi. Ba con ốc mình ngồi luộc đem lên lửa hấp mình quay cho mấy anh em xem nghe mấy anh em. Mời tất cả mấy anh em li bê nghe mấy anh em. Ốc này là cấp nãy là luộc nha mấy anh em. Đây chén cơm mẻ, chấm chén cơm mẻ của Nhí nó làm nè. Như làm chén cơm mã là hết sảy luôn. Mà anh em ly bia đi. Mời anh em ly bia. Rồi ở đây là ông thằng Mang nha. Mời ông thằng Mang mời ra đây. Rồi đây là đầu bếp Chánh nha mấy anh em. Hello chào anh em. Rồi nay chúc món mới chúc anh em ngon miệng nha. Chuẩn bị ra mồi. Còn ốc hấp nữa. Chén chén cơm mã nhìn thấy bắt mắt quá mấy anh em ơi. Đây là cái nồi luộc nè. Ê quên hấp chứ. Lấy gì dở ra trời. Đây nè 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 nè. Lấy. Đó hấp. Bắt mắt ha. Rồi đậy lại thôi mấy anh em ơi. Chưa chín mấy anh em ơi. Bây giờ mình làm ốc lai gai trước đi ha. Rồi xin chào mấy anh em nha. Mời mấy anh em ly nha. Rồi ăn đi. Lấy ngốc ra chấm cho thấy thèm được coi. Ông thằng Mang mốt đổi tên mày là cái gì ông thằng làm biến với ông thằng Mang gì nữa. Đây móc lên lấy ra Vũ chấm vô cho nó phê coi. Đây nè. Ừ, ăn cho ngon ăn phải miệng nhìn cho ngon rồi. Rồi mời anh em nha, mời tất cả anh em. Mời tất cả anh em luôn. Rồi. Trời ơi. Nhai xiết vô. Má ngon rồi. Ngon không? Cơm mẻ. Trời chua cơ. Chua vậy. Tại miệng mày chua. Cái cơm mẻ tại gì vừa chua vậy. Miệng này chua. Rồi để cho đầu bếp người ta nào ơi. Ấy đây coi. Ờ, đầu bếp thử coi. Vừa cho anh thử coi Vũ. Hay là chua ngon anh em, nó phải vậy anh em. Rồi cơm mẻ ăn cơm mẻ. Nó phải chua nhẹ nhẹ gì nó mới ngon à. Nếu mà các bạn không làm chua gì làm đừng ăn cơm mẻ. Ừ.
Đây ngâm cơm mẻ là để chua nha, chứ không phải là để ăn ngọt nha. Nếu mình nêm đường nhiều quá thì thôi mình cho người ta chấm nước mắm đường nha bạn, chấm mắm xả nha, chứ không ăn cơm mẻ nha. Nói vậy chứ mấy mình thử rồi mấy bạn ơi, chứ mấy ông này sao mấy ông đầu bếp này sao mình thấy. Cái này anh nghĩ làm ngon rồi. Cháu thấy chua nhẹ nhẹ vậy cũng được. Thì cô giùm con coi. Ừ, của người ta gì cay. Nếu mà muốn ăn ngọt thì mình ăn nước mắm xả nha. Quyết. Rồi mời mấy anh em miếng ốc nha mấy anh em. Bé cơm mẻ rồi vô. Bé cơm mẻ rồi vô. Mời mấy anh em nha. Không cũng mẻ gì đâu, chua quá đâu tạp. Thì nó mới chua nhẹ nhẹ. Chua nhẹ. Nhưng mà như hay thiếu miếng đường. Không được lấy đường. Thiếu miếng đường. Lấy đường nó hết ngon. Phải nhẹ vậy là mới ngon. Ngon quá. Ok. Rồi mời anh em vô nè. Tại vì chua nó đâu có nồng nàn đâu, nó nhẹ nhàng. Mẻ thì phải có hậu gì chứ. Mình ăn ngọt à, mình ăn nước mắm xả, rồi. Mắm chanh xả. Vô đi. Vô, mời mấy anh em nha. Tự nhiên đi, cứ tự nhiên cái nói chuyện của mình riêng tự nhiên đi, không gì đâu. Quá xôi. Để xôi mà nó hở mà. Chúc mình nhắc cái này xuống ăn rồi mình quay tiếp nha mấy anh em ơi. Đi luôn rồi. Bị lắc đi luôn. Rồi mấy anh em ơi, sao khi hấp khoảng 15 phút là nó chín rồi đó mấy anh em ơi. Bây giờ thằng nhí thằng em mình nó đem xuống nè. Rồi, rồi xuống nha anh em. Để tôi để vô mí tôi coi. Đem xuống là mình ăn luôn nha. Cháu tôi lại. Quá hấp dẫn rồi mấy anh em ơi. Ấy. Thằng Tứ hả? Thằng Tứ vậy nó vừa quên nó làm cái nhà của nhỏ em của em ơi. Nội ơi. Để tôi đi cho để coi thiếu người vô. Má hầm. Rồi, mình vô cái làm món mới rồi nó gần sao. Cho nó rồi, mời các anh em nha. Ốc dùng thịt bò với thịt heo nha mấy anh em. Bằm chung dùng đấy. Dùng thịt bò mà cả, đâu có thịt heo. Ờ, đâu có thịt heo. Ốc dùng ha, bò nha. Ốc bò với thịt heo mấy anh em ơi. Cúng cúng vô cái đầu lú cái sừng mày ra mày giờ cho mày khôn với người ta. Con con nữa rồi. Thử rồi, thử rồi. Ngon ngon ngon. Dứt miếng thịt trước đi. Nghe mình nó tiếc cái ruột hết luôn đấy, chứ hết cục coi nó làm sao phải coi con chén muối ớt nữa mới được. Nó này nó cứ cãi hoài. Chén muối ớt mới được chấm mẻ nó ngon gì coi. Phải không anh em, muốn dùng gì dùng nha. Rồi mày dứt chấm cho mẻ nha. Dạ, dứt con đi vô. Tùy theo mọi người mỗi sở thích anh em, ai muốn chấm cơm mẻ chấm nha. Muốn chấm gì chấm. Cái gì là tùy sở thích nha. Mọi người chấm nước mắm cũng được nha. Xuống đây chơi chút vậy đi. Vậy. Chạy xuống đây đi nói chuyện coi. Đó không anh em. Đó. À mình lấy ra một cái một phải không? Không bao giờ mà chạy gì đâu được. Đó, tao là tôi chấm ha anh em. Thèm giữa nhảy thằng Tèo nó thèm nó nhìn miệng rồi. Ngon anh em ơi. Sao? Mỹ vị ngang ngang anh em. Đơn giản mà nhẹ nhàng mà ngon phải không? Làm gia đình ăn là ok. Chi phí không có nhiều đâu nha mấy anh em. Đừng nói gia đình cái này mở quán nhậu đem ra bán là đắt cực kỳ luôn. Mấy anh em nào mở quán nhậu á. Ý anh nói là làm món này đi. Bán chào hàng cho người ta. Nè, giờ ăn thử rồi sao nè. Rồi mình cũng làm thử một miếng luôn nha mấy anh em ơi. Thôi thôi. Cá rô kho tiêu hả? Giật ra nè. Thôi thôi. Thấy không? Dạ, nó dính nguyên con vậy đó. Rồi chấm nhẹ cái mấy anh em ơi. Ông già ông chấm rồi. Ông già hai nghỉ luôn rồi kìa. Xuống đây tôi nói chuyện. Hết sảy mấy anh em ơi. Rồi xin mời mấy anh em nghe mình ăn nha. À. Vừa ăn luôn rồi đâu có cần phải chấm. Vừa ăn nãy xíu miếng nữa. Cái mẻ thì nó chua chua vô hậu không? Không, cái mẻ chua là không có ngon. Không có bằng muối ớt chanh đâu. Rồi thì cái mẻ em nói là mỗi người mỗi sự thích chấm như anh. Để vô thì thích chấm gì đó không quan trọng. Một tí đường nước, nước chấm thôi. Ok. Rồi tại thử rồi tạm. Thử rồi. Tùy người thích nước tương, tùy người thích nước mắm.
Tại vì thích cái gì đó thì chấm cái đó. Rồi không biết cơm cho nhỏ ăn đi. Món ngon rồi. Mua ớt nữa hả? Mua ớt hết chanh luôn rồi. Thôi khỏi chanh. Tại ní không hả? Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Không chạy ra anh buồn à. Ngon quá mấy anh em ơi. Đẹp. Du lịch luôn. Đánh dỗ xuống không? Xuống sao không? Đây cái nước trong con ốc mình húp luôn nha mấy anh em, ngọt cực kỳ luôn. À. Cái nước nó nhiều hơi lãng lãng. Đúng không? Đó đúng nước nó vậy rồi chứ. Ăn thịt thì ngon, húp nước không ngon nha mấy anh em. Cái nước đó là nước ngọt của bờ đó, nếu mà anh em vô nữa thì đâu còn gì ngọt, đó là nước ngọt tự nhiên đó, nó thanh. Tới bữa đó mày điện cho tao. Bữa thứ năm đó. Ờ thì nhá máy điện cái. Rồi đầu máy không xài tùm lum sim hết biết sim nào. Trời ơi trời tùm sim, con sim một tùm lum. Cái máy này là 3G liên tiếp đúng không? Ờ 4G. Ờ để nó biết tao điện. Sao ba hồi nó vô ba hồi nó không vô 4G nữa. Đó vậy thôi. Có rồi tiền à. Thì nó vô, không có tiền thì nó không rồi vô. Rồi. Cái nước mà trong con ốc là cái nước ngọt tự nhiên nha anh em. Là nước ngọt của bò và con ốc nha, nó ngọt tự nhiên chứ không có để cho nó mắc cái đó ha, cái đó là cái ngọt thanh nhẹ nhàng nha anh em, rất là mát nha. Mát lắm, ngon quá mấy anh em ơi. Rồi quay cái này cái nữa mình ngừng đi giáo nha mấy anh em, để cho mấy anh em ăn nhậu đâu, chụp tấm hình làm kỷ niệm, đúng không, làm ảnh nền. Bên đây thì ốc luộc nha, bên đây thì ốc ốc dùng thịt bò thịt heo, chén nước chấm luôn. Xong.